Vô. Công việc của Năm nhiều quá, mà người chồng của nhân viên lại hẹn ship của người vợ ra nhà nguyên như thế này, ông biết có ý định gì đi ta? Đừng nói với tôi là ông muốn hối lộ cho vợ nha. Hối lộ cái gì chứ? Tôi thấy có đi làm ngoài giờ hoài, không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi định cho con nghỉ ở nhà, tập trung thời gian để sinh đẻ đó. Gì vậy? Sao tự nhiên căng vậy? À, tôi hiểu mục đích của cuộc nhậu ngày hôm nay rồi. Tức là ông muốn nhờ tay của người ship đuổi việc người vợ, rồi sau đó người chồng sẽ đem người vợ về nhà cất giấu giữ làm của riêng. Nè, vợ của ông xinh đẹp dễ thương vậy, đừng ích kỷ chứ. Thì vợ tôi cất, chắc cũng đâu có lỗi với sếp Khải đúng không? Ông muốn vợ nghỉ việc thiệt hả? Phải, tôi nghe nói cổ vừa mới bị trừ lương. Nếu được á, ông đuổi việc cổ giùm tôi luôn đi. Hai vợ chồng ông kỳ lạ thiệt chứ. Ông Dư biết tính của vợ ông như thế nào rồi. Cô ấy thuộc cái tiếp phụ nữ là gì? Tự lập. Cho nên nếu như cô ấy mà thích hưởng thụ giàu sang, thích tiền bạc thì ở nhà chồng nuôi cho rồi. Đâu có tội tình gì đi làm chi cho cực khổ. Tôi quý cổ nhất là ở chỗ đó. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi thấy anh còn hiểu vợ tôi hơn tôi đó. Bộ nhân viên nữ nào cũng được sếp Khải quan tâm vậy hả? Tôi nghe người ta đồn vậy đó. Ông Hưng, tôi cảm giác không khí bây giờ bắt đầu nặng nề hơn rồi đó. Tôi lặp lại cho ông biết, tôi rất mến vợ chồng của ông. Còn về các nhân viên trong công ty, bất kỳ ai có năng lực và cầu tiến, tôi đều sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm. Không chỉ riêng một mình vợ ông, tôi với ông là bạn thân bao nhiêu lâu nay. Nếu như cuộc nhậu ngày hôm nay ông còn nói thêm bất kỳ một câu nào có không khí như vậy, tôi xin phép. Khoan bớt nóng đã. Coi như tôi hơi quá lời đi. Mà tôi dặn ông nè, ông chưa có gia đình, làm gì cũng phải cẩn thận để ý một chút. Đừng có để người ta đồn thiếu rồi không hay nha. Mà đúng đi. Đúng, tôi là kẻ lừa gạt, anh biết mà. Tôi lừa tình, lừa tiền anh, và cũng chẳng có cái thai nào hết. Bây giờ anh hết tiền rồi thì bye, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Em nè, giờ mày chuyện người ta vậy? Tập trung nhậu đi. Thôi, mình uống đi. Anh đi đâu làm gì? Em gọi điện không bắt máy. Anh có công việc của anh. Anh là kỹ sư công trình, đâu phải lúc nào cũng rảnh nghe điện thoại của em. Em cũng vậy, đi với sếp Khải của em cả buổi trời tắt máy, anh không gọi được, anh có nói gì đâu. Anh ghen tuông vô lối ở nhà thì sao cũng được, nhưng sao đi gặp sếp em, nói với sếp em những chuyện linh tinh như vậy? Ông Khải này cũng ngộ ghê. Anh đi nhậu với ông á, tư cách là bạn bè, vậy mà về nhà cũng nói cho nhân viên biết. Anh cảm giác hai người thích chia sẻ chuyện riêng cho nhau quá ha. Anh dám gặp sếp em, hỏi những công việc của em, anh can thiệp quá đáng vào cuộc sống của em rồi đó. Em nói cho anh biết, em đi làm thêm ngoài giờ, em lên chức hay xuống chức gì thì đó là vấn đề cá nhân của em. Anh làm như vậy chứng tỏ anh không tôn trọng em. Anh không tôn trọng em, không tôn trọng em á để em làm tự do bên ngoài, bên cạnh sếp đẹp trai như vậy à? Anh là chồng của em, thậm chí có những chuyện quan trọng em không nói cho anh biết nữa. Anh có cảm giác em đang giấu anh chuyện gì đó. Em không nói cho anh nghe những chuyện ở công ty là bởi vì em không muốn anh lo lắng thôi. Chứ em đâu có giấu anh chuyện gì đâu. Chuyện em rớt chức phó phòng em cũng giấu anh, thì những chuyện khác em cũng giấu anh như thường thôi. Gần đây em né tránh anh, không thích gần gũi anh. Anh có quyền nghi ngờ em với Khải mà. Em không muốn nói thêm nữa. Chỉ điều em muốn nói cho anh biết, từ bây giờ anh đừng gặp riêng giám đốc của em, rồi hỏi những vấn đề liên quan tới công việc của em nữa. Em đứng lại. Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho biết tại sao không muốn sanh con. Em không muốn sanh con là chuyện gì? Em có người khác đúng không? Anh thôi đi. Nếu như vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng nhau như vậy thì chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Chuyện ly hôn mà nói chuyện dễ dàng như vậy à? Đứa nào đòi ly hôn?
cãi cha cãi mẹ, lấy nhau cho bằng được, rồi bây giờ đòi ly hôn. Mày làm cái gì mà coi được hả? Con mời má uống trà. Má lên chơi á, sao không nói tụi con ra đón má? Nhà của tôi, tôi muốn tới lúc nào, đi lúc nào là quyền của tôi, đâu có cần anh chị phải đưa đón. Cái mà tôi cần ở anh chị là những thứ khác kìa. Nhưng mà thôi, bây giờ đâu có cần nữa, hai người sắp bỏ nhau rồi mà. Má, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà. Tụi con thương nhau lắm, làm sao bỏ nhau được má. Con xin lỗi má, con lỡ lời. Má đã nói rồi, vợ chồng sống với nhau 5 năm rồi mà không có con thì không thể nào thành một cái gia đình được. Nhà cửa thì lạnh lẽo, vợ chồng thì cãi giả, thì sớm muộn gì cũng tan rã. Má quyết định rồi, má phải ở lại đây, đến khi nào có cháu thì má mới về. Rồi công chuyện làm ăn của má dưới quê sao? Không có má sao được má? Bỏ hết, không có cháu đích tôn để thừa kế thì tôi làm tiền bạc tỷ cũng bằng thừa. Má nói vậy thằng Út có nghe được nó buồn sao má? Nhưng con là con trai cả, người đứng đầu trong dòng họ, cháu nào, con nào thì má cũng thương cũng quý. Nhưng cái chính ở đây, má cần đứa cháu đích tôn. Má quyết định rồi, má sẽ ở lại đây luôn, đến khi nào tụi con có con. Sao? Dạ, con nghe má. Con á, hồi nãy giờ má nghe hết rồi. Nói gì nói thì má vẫn tin con Hà. Đàn ông gì mà suốt ngày cứ đi ra đường nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện ghen tuông với vợ mình với sếp. Người ta nói vợ chồng có hạnh phúc hay không á là nhờ vào đứa con. Bởi vì đứa con là sợi dây gắn kết giữa tình cảm vợ chồng với nhau. Có con đi, rồi tụi con sẽ thấy còn nhiều điều khác phải lo, chứ không có chỉ mà vợ chồng ghen tuông vớ vẩn như vậy. Má chốt lại, sanh con thì chỉ có 9 tháng 10 ngày. Cuối năm nay con phải sanh cháu cho má. Má quyết định như vậy rồi, có làm được hay không? Sao? Dạ, con hứa với má. Má muốn chính miệng con Hà hứa ra mới được. Vì má biết chồng của con với má cùng chung một ý, vẫn mong đợi cái đứa con này. Nhưng mà tại vì nó thương vợ nó quá, cho nên nó mới ráng chịu đựng cho tới bây giờ đó. Con có hiểu không con? Dạ, con hứa với má. Trời ơi, phải vậy mới được, chứ tôi trông chờ biết bao nhiêu lâu rồi ạ. Ráng nha con. Con. Mẹ, có chuyện gì gấp gáp mà gọi mẹ không nói gì trơn vậy? Má anh Hưng lên, vợ chồng con có hứa là trong năm nay vợ chồng con sẽ sinh cháu. Giờ con biết phải làm sao hết á mẹ. Con rối quá à. Ngồi đây đi rồi mình tính. Mấy hôm trước mẹ nói với con làm sao? Thằng Hưng là con một, mẹ nó là giàu có, lại mong cháu nội, mà con thì không có sinh con được thì mình phải tính cách chứ. Hoặc là sinh con nuôi, hoặc là mua gì đó cũng được. Song song đó, mình phải tìm cách chạy chữa thuốc thang để mà cho có con. Vậy mà con cứ khăng khăng không chịu hả? Mẹ à, con đã nói là con không làm theo cách đó đâu. Làm tới cách đó tàn nhẫn và thất đức lắm. Con yêu chồng con, con lấy chồng con không phải vì tài sản của má ảnh. Mẹ hỏi con nè, con không nhẫn tâm với họ, rồi họ có tốt với con không? Con có nghĩ tới một ngày nào đó mà mấy chồng con biết được con vô sinh, rồi đi kiếm ngay cổ con vợ khác cho thằng chồng con không? Mẹ xin lỗi, mẹ không nhắc chuyện đó nữa. Mẹ biết thằng Hưng nó yêu con lắm, nhưng mẹ nó thì chỉ có một, mà vợ thì chỉ như là chiếc áo thôi. Không có cái này
thì mặc cái khác được mà. Mẹ sinh con ra, ai mà không mong muốn cho con mình hạnh phúc. Có cháu hay không có cháu đối với mẹ không quan trọng. Mẹ chỉ mong con có được người đàn ông tốt ở bên cạnh con đến cuối đời là mẹ vui rồi. Còn đối với người ta, người ta cần có dâu để mà có cháu nội đó. Đó mới là hạnh phúc của họ, con biết không? Con xin lỗi mẹ, con gái lớn lấy chồng rồi mà còn về đây khóc lóc với mẹ vậy là mẹ buồn. Không sao đâu con, bây giờ con khóc thì giải quyết được gì đâu chứ. Cứ vui vẻ về bên đó đi, đừng để mọi người biết chuyện rồi mẹ tính cho. Dạ, tôi gửi biếu chị. Trời ơi, qua chơi được rồi, quà cá mà chị không biết nữa à. Mời chị uống nước. Dạ. Trời ơi, từ hôm bữa tôi lên đây tới giờ thấy vợ chồng nó hạnh phúc, rồi nghe tin vợ nó chịu sinh con, nó vui mà tôi cũng mừng lắm. Bây giờ đang nôn nè, mình nôn quá để chờ nó đẻ con cho mình. Trời ơi, vui quá chị ơi, nôn lắm luôn á. Không biết con Hà nhà tôi làm sao, chứ hồi đó chị biết không, tôi thả là dính à. Vậy chị biết làm sao không, có bầu con Hà tới 3 tháng tôi mới phát hiện, tại chu kỳ nó không đều cho nên khó tính lắm. Vậy là tốt rồi, nghe chị nói vậy tôi cũng yên tâm. Con gái giàu gì cũng phải có gen của mẹ đúng không? Bây giờ mình chỉ chờ đợi cho hai đứa tụi nó đẻ con cho mình ẩm bồng. Dạ. Nhưng mà sao tôi lo quá chị ơi. Chị lo chuyện gì? Tôi lo, tôi sợ tụi nó vô sinh, giống như mấy cặp vợ chồng trẻ bây giờ đó, ăn ở với nhau hoài mà không có con. Sao nó không giống mình hồi trước hả chị ha? Dạ, thiệt tình là tôi thấy lúc này nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh quá chị ơi. Cũng như là tôi có bà bạn, bà có thằng con rể yếu cái chuyện đó. Hả? Vậy mà chị biết không, bà đồng ý cho tụi nó đi sinh con nuôi, mà tụi nó vẫn đầm ấm, vẫn hạnh phúc như thường à. Dù sao cũng là con gái ruột của bà với con rể, cho nên bà xử lý là sinh con nuôi là đúng rồi. Chứ còn nếu ngược lại là con trai, con trai của bà đó, mà đứa kia là con dâu, thì bà hả, chắc bà tống cổ ra ngoài rồi để chứ ở. Bà đi cưới vợ khác cho con bà rồi đó chị ơi. Bà không chịu gì đâu. Chị ơi, sao mà chị có suy nghĩ cổ hủ vậy? Thời này là thời nào rồi mà có những cái điều ác tâm như vậy chứ? Ờ ha. Sao tụi mình gặp nhau mà nói toàn là chuyện của người ta không à, không nói chuyện gì của mình hết trơn á. Đúng rồi đó chị, uống nước đi chị ha. Chị, mình tính vậy đi chị, không ấy bữa nào tôi với chị dẫn tụi nó đi khám lại đi, coi sao mà lâu quá không có bầu vậy. Tôi nghe là tụi nó đi khám rồi đó chị. Hả? Sức khỏe tụi nó vẫn bình thường, mạnh khỏe, chỉ có chờ tin vui nữa thôi hả. Vậy thì tốt, tôi bỏ công chuyện dưới quê lên đây là cũng vì muốn ẩm cháo, chứ công chuyện ở nhà cũng bề bộn lắm chị ơi. Vậy đi, chị cứ lo công việc ở dưới đó, khi nào con Hà nó có bầu tôi xin phép chị mang nó về nhà tôi để tiện chăm sóc cho nó nghe. Tụi nhỏ nó có phước quá, được bà nội với bà ngoại ủng hộ, mà cuối năm nay nó không sanh cháu hả, chắc là tôi tống cổ hai vợ chồng nó ra ngoài đường luôn quá chị ơi. Chị yên tâm, chuyện con Hà chị cứ để cho tôi lo. Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Cô này là... Đây là con bé bán bánh mì, nó bị người ta hãm hại cho tới có thai. Mẹ thấy tội nghiệp quá, mang nó về đây, định nuôi nó cho đến khi sinh nở, rồi nhận nuôi con giùm nó. Chứ để nó sinh ra rồi, nó bỏ con nó tội nghiệp. Trong khi mẹ biết con lại rất yêu trẻ con. Mẹ nói cách của mẹ là cách này đó hả? À... Con đã nói với mẹ là con không làm theo cách này rồi. Đây là giai đoạn nào rồi mà mẹ cứ làm những chuyện không đâu không vậy? Thôi, con đi đi. Chị ơi, em xin chị, em nghe bác nói là anh chị bị hiếm muộn, đang cần con nuôi. Em biết gia đình mình đàng hoàng tử tế, nên mới dám tới đây để gửi con. Em không dám bỏ nó, tội nghiệp nó mà chị. Con à, con không thương mẹ nó thì hãy thương lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó vô tội mà con, coi như mình làm phúc vậy.
Mấy tháng rồi? Dạ gần 2 tháng rồi chị. Bây giờ giữ lại hai mẹ con cùng chết, không chết nhục thì cũng chết đói. Em biết em ngu dại, em xin chị, con xin bác hãy thương tình. Em chỉ cần biết được con em nó được sống, nó được hạnh phúc, còn mấy em cũng chịu. Chị ơi chị, giúp em đi chị. Tôi chỉ có thể giúp cô việc này thôi. Tôi cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ à, chuyện này mẹ đừng làm gì nữa. Chị ơi. Con à, bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, để từ từ bác tính cho. Con cứ đi về đi, nhớ giữ đứa nhỏ cho cẩn thận, để đó bác tính. Con cảm ơn bác. À, nè, tiền của chị đâu, con cất đi. Dạ con cảm ơn bác. Phải lên kế hoạch cụ thể để biến đứa nhỏ trong bụng cô gái kia thành cháu ruột của mình. Có như vậy mới giữ được hạnh phúc của con mình chứ. Con đến đúng lúc lắm đó nha. Nhà bác đang có lộc, con dâu của bác đang có thai đó. Cho nên bác mới mở một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón cháu nội của bác đó. Con trạng nó rồi phá thai, như vậy là hư bột hư đường của mình hết. Ứng cho ít tiền xài tới ngày mai đi bà già. Trời ơi, tại sao con lại dính vào chuyện rắc rối này kia chứ?